Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Đình Trinh cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Ukraine tuyên bố đã bắn trúng nhiều kho đạn ở vùng Kherson bị chiếm đóng. Trong bản báo cáo chiều thứ Hai ngày 18 tháng 7, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết nhiều kho đạn Nga đã trúng phải hỏa tiễn của lực lượng Ukraine, gây thiệt hại nặng nề cho hỏa lực của quân Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các vụ nổ lớn đã xảy ra trong vùng Kherson, gần sông Dnipro. Hai nhà kho trên lãnh thổ do Nga tạm chiếm đã bị tấn công, một ở Chulakika lúc 11 giờ tối Chủ nhật và một ở Rais gần Nova Kakhovka lúc 5 giờ sáng ngày thứ Hai theo giờ địa phương. Tại Rais, các vụ nổ long trời đã tiếp diễn trong vài giờ đồng hồ. Các lực lượng Ukraine trước đó đã tấn công vào một nhà kho lớn được cho là chứa bom, đạn của Nga ở Nova Kakhovka, kích hoạt nhiều vụ nổ và phóng một quả cầu lửa khổng lồ lên bầu trời. Sự xuất hiện của các hệ thống pháo và hỏa tiễn tầm xa chính xác cao từ các đồng minh phương Tây đã cho phép các lực lượng Ukraine nhắm vào các đường tiếp tế và kho chứa của Nga ở xa chiến tuyến. Quân đội Ukraine cho biết hôm thứ Hai rằng các cuộc pháo kích vào các tuyến phòng thủ của họ trên khắp Donetsk vẫn đang tiếp tục, nhưng các nỗ lực mới của các lực lượng Nga để lấn chiếm lãnh thổ đã bị thất bại. Bộ Tổng tham mưu cho biết phía bắc thành phố Sloviansk có hơn 10 khu định cư đã bị bắn phá. Hầu hết dân thường đã rời khỏi khu vực này vài tuần trước. Quân Nga tiếp tục tấn công các khu vực dọc theo biên giới của các vùng Luhansk và Donetsk và đang kiên trì tấn công ở phía đông thành phố Lyshchansk, nơi họ đã tấn công vào tháng trước. Các lực lượng Ukraine vẫn đang bảo vệ vùng lãnh thổ này ở miền đông Donetsk đang bị tấn công từ hai phía khi quân Nga cố gắng áp sát thị trấn Siver. Nhưng Bộ Tổng tham mưu nói rằng quân phòng thủ của chúng tôi đã đẩy lui thành công các cuộc tấn công ở các khu vực Verkhnikoman, Spy và khu định cư Serebrina, tất cả đều gần Siver. Quân đội Ukraine cho biết các nỗ lực tấn công của Nga từ phía nam, gần Bakhmut, cũng đã bị đẩy lui. Nhìn chung, rất ít lãnh thổ đã được đổi chủ ở Donbas kể từ khi Lyshchansk thất thủ do các lực lượng Ukraine đã áp dụng các vị trí phòng thủ mới. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đầu ngày thứ Hai, đã có 4 cuộc tấn công vào một khu công nghiệp trong thành phố Kramatorsk. Thành phố này nằm cách tiền tuyến một khoảng cách nhưng là một trong số các thành phố ở phía tây vùng Donetsk đang chứng kiến sự gia tăng trong các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và hỏa tiễn tầm xa của Nga. Ở phía nam, quân đội cho biết người Nga đã cố gắng thực hiện một cuộc không kích ở phía bắc Kherson, những phần đã được giải phóng trong những tuần gần đây. Sau khi tấn công các vị trí của chúng tôi, quân Nga ngay lập tức rút lui dưới sự tấn công dữ dội của hỏa lực phòng không. Máy bay Ukraine đã bắn trúng vũ khí và đạn dược của Nga gần cầu Davidiv, trên biên giới các vùng Kherson và Mykolaiv. Ở những nơi khác ở phía nam, các trận pháo kích lớn đã được báo cáo trong đêm tại thị trấn Nikon thuộc vùng Dnipropetrovsk, với khoảng 10 ngôi nhà và một nhà máy điện bị ảnh hưởng. Báo cáo mới nhất của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Anh. Nga đã sử dụng công ty quân sự tư nhân Wagner để tăng cường lực lượng tiền tuyến và giảm thiểu tình trạng thiếu nhân lực và thương vong. Wagner gần như chắc chắn đã đóng một vai trò trung tâm trong các giao tranh gần đây, bao gồm cả việc chiếm Popasan và Lyshchansk. Giao tranh đã gây ra thương vong nặng nề cho nhóm này. Wagner đang hạ thấp tiêu chuẩn tuyển dụng. Họ tuyển cả những kẻ bị kết án và những cá nhân trước đây đã bị đưa vào hồ sơ đen. Những người mới tuyển dụng được đào tạo rất ít. Điều này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động trong tương lai của nhóm và sẽ làm giảm giá trị của nó trong vai trò là chỗ dựa cho các lực lượng chính quy của Nga. Người đứng đầu Wagner, Yevgeny Prigozhin, gần đây đã được phong làm anh hùng liên bang Nga cho màn trình diễn của Wagner ở Luhansk. Điều này, vào thời điểm một số chỉ huy quân sự cấp cao của Nga đang bị thay thế, có khả năng làm trầm trọng thêm mối bất bình giữa quân đội và Wagner. Nó cũng có khả năng tác động tiêu cực đến tinh thần quân đội Nga.
Cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các binh sĩ từ Cộng hòa Buryatia của Nga đã phải đối mặt với những lời đe dọa từ chỉ huy của họ sau khi họ từ chối bị đưa sang Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ukrinform, Thiếu tướng Kirilo Budanov cho biết các binh sĩ Cộng hòa Buryatia của Nga nói rằng có những bạn đồng ngũ của họ phản đối việc bị đưa sang Ukraine chiến đấu. Họ bị cho là những người đào ngũ và bị đưa đến một sở chỉ huy quân sự, nơi họ bị giam giữ trong một nhà để xe trong 3-4 ngày trước khi bị đưa đến một trung tâm giam giữ gần lãnh thổ Luhansk do Nga chiếm đóng. Tại đó, họ được bảo cho biết là khu vực nơi họ bị giam thường bị quân Ukraine pháo kích và nếu họ từ chối chiến đấu, họ đang nằm đó chờ chết. Một binh sĩ nói với hãng truyền thông Nga Mediazona rằng khoảng 77 chiến binh Buryatia từ chối bị gửi sang Ukraine. Thiếu tướng Kirilo Budanov nhận định rằng diễn biến này cho thấy Nga đang cạn kiệt về nhân lực. Tham mưu trưởng Quốc phòng Anh, Nga đã mất hơn 30% hiệu quả tác chiến trên bộ. Ukraine nhất định sẽ thắng. Trong cuộc xâm lược toàn diện, Nga đã mất hơn 30% hiệu quả tác chiến trên bộ, vì vậy chúng ta có thể tin tưởng hoàn toàn rằng quân đội Ukraine sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến. Người Ukraine hoàn toàn rõ ràng rằng họ có kế hoạch khôi phục toàn bộ lãnh thổ của họ, và họ thấy một nước Nga đang gặp khó khăn, một nước Nga mà chúng tôi đánh giá đã mất hơn 30% hiệu quả tác chiến trên bộ. Đô đốc Sir Tony Radakin, tham mưu trưởng quốc phòng của Vương quốc Anh, cho biết trong chương trình buổi sáng Chủ nhật của BBC One, ông lưu ý rằng 50.000 binh sĩ Nga đã chết hoặc bị thương, gần 1.700 xe tăng và 4.000 thiết giáp của Nga đã bị phá hủy trong cuộc chiến. Vị đô đốc nhấn mạnh rằng Nga đã không đạt được mục tiêu của mình về việc chiếm toàn bộ Ukraine hay tạo ra sự rạn nứt và gây áp lực lên NATO. Thay vào đó, nó trở nên yếu hơn trước ngày 24 tháng 2 rất nhiều. Ông nói, Nga đang thất bại trong tất cả những tham vọng đó. Nga là một quốc gia suy yếu hơn so với hồi đầu tháng 2. Vào ngày 24 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Quân đội Nga bắn phá và phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng, tấn công ồ ạt vào các khu dân cư của các thành phố và làng mạc Ukraine bằng cách sử dụng các loại pháo, hệ thống hỏa tiễn hàng loạt và hỏa tiễn đạn đạo. Nga phóng hỏa tiễn vào hai trường đại học của Ukraine. Hai trường đại học ở Mykolaiv, Ukraine, được tường trình đã bị tấn công bằng hỏa tiễn của Nga. Đoạn phim do các quan chức Ukraine công bố cho thấy những chùm khói đen lớn bốc lên bầu trời phía trên một trường đại học sau khi nó bị tấn công cùng với một trường đại học khác trong thành phố bởi ít nhất 10 hỏa tiễn của Nga. Những hình ảnh thu được từ thống đốc vùng Mykolaiv, Vitaly Kim. Sáng nay, đất nước khủng bố Nga lại nã pháo vào Mykolaiv bằng cách bắn ít nhất 10 hỏa tiễn vào thành phố. Hai trường đại học lớn nhất của thành phố đã bị ảnh hưởng. Bây giờ, họ đang tấn công nền giáo dục của chúng tôi. Tôi yêu cầu các trường đại học của tất cả các quốc gia dân chủ tuyên bố Nga thực sự là một quốc gia khủng bố. Đoạn phim cũng được chính phủ Ukraine, Trung tâm Truyền thông Chiến lược và An ninh Thông tin loan tải cùng với một tuyên bố cho biết. Vào khoảng 8 giờ sáng, hơn 10 tiếng nổ mạnh đã được nghe thấy trong thành phố. Điều này đã được thông báo bởi thị trưởng của Mykolaiv, Oleksandr Sienkovic. Hiện tại, hai người được biết là đã bị thương do hậu quả của vụ tấn công. Hiện vẫn chưa rõ hai trường đại học nào bị trúng đạn trong thành phố. Thành phố Mykolaiv có 3 trường đại học lớn, Đại học Quốc gia Sukhomlinsky, Mykolaiv, Đại học Nông nghiệp Mykolaiv và Đại học Đóng tàu Quốc gia Đô đốc Marakov. Theo truyền thông Ukraine, Đại học Quốc gia Đóng tàu Đô đốc Marakov là một trong hai trường đại học bị tấn công. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng cho biết trong một chương trình phát sóng trên truyền hình rằng 70% các cuộc tấn công của Nga ở Ukraine đã nhằm vào dân thường. Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine, Ukrinform. Con số thống kê nghiệt ngã này được đưa ra sau các báo cáo lặp đi lặp lại về tội ác chiến tranh do Điện Cẩm Linh gây ra và được đưa ra một ngày sau một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga khiến dân thường thiệt mạng và bị thương ở Vinnytsia, một thành phố phía tây trung tâm Ukraine.
xa chiến tuyến của cuộc xung đột. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tá Oleksandr Mutuzianik cho biết, cuộc tấn công bằng hỏa tiễn tội phạm hôm 14 tháng 7 vào trung tâm một thành phố yên bình ở Ukraine là một sự thật khác về tội ác diệt chủng đã được chứng minh rõ ràng của Nga đối với Ukraine. Đây là sự tiêu diệt của Ukraine với tư cách là một quốc gia. Đây là một nỗ lực để phá vỡ tinh thần của người Ukraine và hạ thấp mức độ phản kháng của họ. Trung tá Mutuzianik cho biết, chỉ có 30% các cuộc tấn công của lực lượng Nga được thực hiện vào các mục tiêu quân sự, phần còn lại lên đến 70%, cố tình nhắm vào các thành phố hòa bình như Mariupol, Zaporizhia, Mykolaiv và những thành phố khác. Trung tá Mutuzianik cũng lặp đi lặp lại lời kêu gọi các quan chức Ukraine khác yêu cầu các nước phương Tây cung cấp vũ khí tiên tiến, đặc biệt là hệ thống phòng không hiện đại để phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga. Trung tá Mutuzianik nói, Nga phải được công nhận là một quốc gia khủng bố. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen đến Baku để tìm kiếm thêm khí đốt tự nhiên. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen đã đến Baku vào hôm thứ Hai để tìm kiếm thêm khí đốt tự nhiên từ Azerbaijan. Bà Ursula von der Leyen cho biết, trong bối cảnh Nga tiếp tục vũ khí hóa các nguồn cung cấp năng lượng của mình, việc đa dạng hóa nguồn năng lượng nhập khẩu là một ưu tiên của Liên hiệp Âu Châu. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu von der Leyen và Ủy viên Năng lượng Kadri Simpson đã đến Azerbaijan để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác. Theo một tài liệu dự thảo vào ngày 14 tháng 7, Ủy ban đã đề xuất với các nước Liên hiệp Âu Châu một thỏa thuận với Azerbaijan để tăng nhập khẩu khí đốt tự nhiên và hỗ trợ mở rộng đường ống để thực hiện điều này. Các chính phủ Liên hiệp Âu Châu đã đồng ý một lệnh cấm vận dầu mỏ dần dần đối với Nga. Cảnh sát Nga đã bắt giữ nhà báo Marina Osenko. Cảnh sát Nga đã bắt giữ nhà báo Marina Osenko, người hồi tháng 3 đã làm gián đoạn chương trình truyền hình trực tiếp để tố cáo hành động quân sự ở Ukraine, luật sư của cô cho biết. Không có tuyên bố chính thức nào được đưa ra, nhưng những người thân của cô đã đăng một thông điệp trên tài khoản Telegram của nhà báo vào hôm Chủ nhật. Marina đã bị giam giữ. Không có thông tin về việc cô ấy đang ở đâu. Tin nhắn bao gồm 3 bức ảnh cô bị hai cảnh sát đi một chiếc xe tải màu trắng bắt giữ, sau khi dường như cô đã bị chặn lại khi đang đạp xe. Luật sư của cô, Dmitry Yavatovo, đã xác nhận việc bắt giữ cô với hãng thông tấn Trinovosti, nói rằng ông không biết Osenko đã bị đưa đi đâu. Tôi cho rằng việc bắt giữ này được liên kết theo cách này hay cách khác với hành động phản kháng của cô ấy. Vào tháng 3, Osenko, một biên tập viên của kênh truyền hình Channel One, đã đến trường quay của chương trình tin tức buổi tối hàng đầu của hãng, cầm một tấm áp phích ghi dòng chữ Nau bằng tiếng Anh. Hôm thứ Sáu, Osenko đã đăng những bức ảnh của mình trên Telegram cho thấy cô đang ở gần Điện Cẩm Linh và mang theo biểu ngữ phản đối về cái chết của trẻ em và tố cáo Putin là kẻ giết người. Theo tin mới nhất, Osenko đã được trả tự do sau một thời gian bị làm việc với các cơ quan an ninh. Tham mưu trưởng Anh cảnh giác những mơ tưởng rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang bị bệnh hoặc có thể bị ám sát. Người đứng đầu các lực lượng vũ trang của Anh đã cảnh giác những suy đoán có tính chất mơ tưởng rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang bị bệnh hoặc có thể bị ám sát. Khi đảng bảo thủ chọn người kế nhiệm Thủ tướng Boris Johnson, Đô đốc Tony Radakin nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo tiếp theo của Anh nên biết rằng Nga đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với Vương quốc Anh và thách thức của họ sẽ tồn tại trong nhiều thập kỷ. Tôi nghĩ rằng một số bình luận rằng ông ta không khỏe hoặc thực sự chắc chắn sẽ có ai đó ám sát ông ta hoặc lật đổ ông ta. Theo tôi, đó chỉ là những suy đoán mang tính chất mơ tưởng. Tham mưu trưởng quốc phòng Anh cảnh giác như trên trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình BBC vào hôm Chủ nhật. Là các chuyên gia quân sự, chúng tôi thấy Nga đang có một chế độ tương đối ổn định. Tổng thống Putin đã có thể đánh bại bất kỳ phe đối lập nào. Chúng tôi thấy một hệ thống phân cấp đang đầu tư vào Tổng thống Putin và vì vậy không ai ở cấp cao nhất có động lực để thách thức Tổng thống Putin, Radakin nói thêm.
và điều đó thật ảm đạm. Tuy nhiên, Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng Anh cũng có những tin tốt. Các lực lượng trên bộ của Nga có thể ít gây ra mối đe dọa hơn bây giờ sau khi hứng chịu những thất bại trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông ước tính, cuộc xâm lược đã giết chết hoặc làm bị thương 50.000 binh sĩ Nga và phá hủy gần 1.700 xe tăng Nga, cũng như khoảng 4.000 xe chiến đấu bọc thép. Nhưng Nga vẫn tiếp tục là một cường quốc hạt nhân. Nó có khả năng mạng, có khả năng không gian và có các chương trình cụ thể dưới nước để nó có thể đe dọa các dây cáp dưới biển cho phép thông tin của thế giới truyền đi khắp toàn cầu. Theo Radakin, vấn đề Ukraine sẽ chiếm ưu thế trong các cuộc họp báo quân sự cho người kế nhiệm Johnson khi ông ta nhậm chức vào ngày 6 tháng 9. Và sau đó chúng tôi phải nhắc nhở Thủ tướng về trách nhiệm đặc biệt đối với Vương quốc Anh với tư cách là cường quốc hạt nhân, và đó là một phần trong quá trình bắt đầu cho một Thủ tướng mới của Anh. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.